chào mọi người, mình là người cuối cùng rồi. Duyên hay Duyên? Anh tên là Thiên Phong. Thiên Phong. Thiên Phong. Wow, tên thật của anh cũng là nghệ danh luôn. Hiện tại thì anh đang là thạc sĩ và giảng viên đại học, đồng thời là một người dẫn chương trình. Mình thấy bạn có một cuốn sổ, thì không, mình cũng tò mò là không biết bạn viết cái gì trong đó hàng ngày. Phong viết sổ tay hầu như mỗi ngày. Nó sẽ ghi ra những cái điều Phong muốn thực hiện và Phong phải lặp lại nó để làm một cái giống như cái alarm, cái báo thức á. Có một cái biến cố xảy đến với anh cách đây hơn 2 năm là anh bị chuẩn đoán là có thể bị mù vĩnh viễn bởi vì anh bị nhược thị. Và chính từ cái biến cố đó mà anh quyết định bỏ hết tất cả ngay cái lúc thời điểm mà anh bằng tụi em á, để anh đi đi học và làm việc ở nước ngoài, chỉ để được nhìn thế giới này nhiều thêm hơn nữa trước khi mà không còn thấy được gì nữa. Và anh cũng hy vọng rằng là nếu như có một cái người nào đó mà cùng đồng hành với mình á, thì cũng sẽ có cùng sở thích với mình là đọc sách và đi du lịch. Thực ra thì em cũng rất là ấn tượng ở anh vì em thấy anh có cuốn sổ tay. Cái điều đó nó cũng giống ở em. Thứ nhất là bản chất là công việc á. Thứ hai thì em cũng thích viết lại những cái mà khi mà mình nghĩ ra được một cái điều gì đó thì mình viết sổ tay vào, thì cho dù là mình có quên đi cái điều đó thì hôm sau mình có đọc lại thì mình lại nhớ ra được cái điều đó, thì mình tiếp tục được cái điều đó ở trong tương lai. Thì em nghĩ là một cái điều đó rất là, em cảm thấy rất là ấn tượng ở anh. Lan, em biết không, những người họ đi nhiều á, họ có một cái sự vị tha rất là vĩ đại và họ có một cái sự chịu đựng rất là vĩ đại, và chị tin anh đó sẽ là ba tốt của con em. Cũng có thể, em cũng có thể. Tại sao? Tại vì chỉ có 4 bạn nữ thôi mà 5 bạn nam. Tại sao chương trình không mời một người ngọc nào khác, ngọc trong đá chăng? Nhưng mà bữa nay lại mời Ngọc Lan. Em thấy định mệnh chứ. Nếu mà gáp cặp lại một lần nữa thì chị vẫn thấy là cái sự gáp cặp của chị ngay từ đầu là bạn gái số 1 và cái bạn trai số 5 rất là hợp nhau. Rất hợp nha. Rất hợp nhau. Nhưng nếu được chọn lại thêm một lần nữa, vì sau khi chị nhìn cái ánh mắt Ngọc Lan nhìn bạn trai số 5 thì chị nghĩ chị không dám chọn lại vậy nữa. Vì chị sợ Lan ghét chị á. Phải bây giờ phải lòi ra rớt về để có gì Lan vớt hả? Khi mà xem xong cái phần giới thiệu thì em rất là bị ấn tượng bởi cái câu chuyện của bạn số 5. Bởi vì khi mà một cái người mà họ trải qua một cái biến cố á, mà họ tự bản thân của họ có thể vượt qua cái biến cố đó, thì người đó rất là bản lĩnh. Họ không nhờ vào cái sự giúp đỡ của bất kỳ ai, từ tinh thần cho đến kinh tế. Thì em thấy em rất là ấn tượng về cái hoàn cảnh của bạn. Em đọc số điện thoại luôn đi Lan, bạn sẽ xem lại chương trình mình. Nhưng mà cái quan trọng là cái bạn nữ số 2, sau khi bạn ấy biết được về công việc là và tính cách của bạn số 5 rồi, bạn chính thức thả thính bạn số 5, bạn cất luôn bạn số 2 luôn. Thì ngay từ đầu em cũng cảm thấy là cái bạn nữ số 2 đó không có để ý nhiều đến bạn nam số 2. Bạn nam số 2 chủ động tiến tới trò chuyện rất là nhiều, như bạn nó cũng không có. Nhưng mà thật ra nó lại có một cái yếu thế thật, chị thấy cái việc này nó cũng hơi kỳ, nhưng nó là sự thật. Sự thật là kể cả con trai hay con gái, khi mà nghe tới bạn gái, bạn trai của mình, đối phương của mình làm nghề liên quan tới nghệ thuật giống như các bạn đang ngồi ở đây, họ có một cái phần e dè liền. Cái ngành của các bạn nó cám dỗ nhiều quá. Cái thứ nhất là cám dỗ, cái thứ hai là nó cũng không có ổn định gian, chị. Thời gian. Dạ. Từ lạ thành thương, lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí.